Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp du lịch. Hội nghị tuyên truyền về chính sách đối ngoại và biển đảo quốc gia. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Trung tâm du lịch không gian thẻ vàng để dân hóa sản phẩm du lịch để khắc phục tình mùa vụ. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 23 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt cả doanh nghiệp chủ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2016. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị địa phương. Năm 2016, ngành du lịch Quảng Bình hứng chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng từ sự cố môi trường biển gây ra. Kết quả kinh doanh du lịch trong năm 2016 của tỉnh giảm mạnh với tổng lượng khách du lịch ước đạt 1,99 triệu lượt, giảm 29,35% so với năm 2015. Trong đó khách quốc tế đạt khoảng 50.000 lượt, giảm 4,4% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch giảm 30% so với năm 2015, ước tính tổng doanh thu thiệt hại là 1.800 tỷ đồng. Đứng trước những khó khăn bồn bề, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp tích cực của các sở, ban ngành, chính quyền các địa phương, sự năng động sáng tạo của các doanh nghiệp, nên nhìn chung đến nay, du lịch Quảng Bình đã từng bước được phục hồi và có sự tăng trưởng đáng kể. Góp phần quan trọng vào kết quả này chính là việc đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch như giảm 30% phí tham quan hệ thống hang động Phong Nha, Tiên Sơn và Đồng Thiên Đường cho khách du lịch có lưu trú tại Quảng Bình, giảm giá dịch vụ tại các cơ sở lưu trú nhà hàng. Cũng trong năm 2016, du lịch Quảng Bình tiếp tục được du khách, báo chí trong nước và quốc tế đánh giá cao. Các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch ngày càng được diễn ra có quy mô và chất lượng. Tại hội nghị, các chủ doanh nghiệp, chủ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã trình bày những kiến nghị đề xuất để kích cầu và phát triển du lịch theo hướng bền vững trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp, chủ kinh doanh du lịch trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch tỉnh nhà. Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đảm bảo phát triển bền vững trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu. Cái nổi trội, cái nổi bật của mình mà tôi nói rất nhiều rồi, đó là Quảng Bình là vương quốc hang động. Trên thế giới này, hang động là Quảng Bình số 1. Thì tôi đề nghị phải có một kế hoạch cụ thể, trích kinh phí để mà truyền thông đến các phương tiện truyền thông trong nước. Còn tuyên truyền ra nước ngoài thì phải đến các tạp chí và một số cái trang website lớn. Rồi là trên là từ khóa trên Google, thì tôi đề nghị là sở du lịch phải làm. Về giải pháp đầu tư các cái cơ sở du lịch, cái này là giao cho sở kế hoạch đầu tư chủ trì. Thì trong đó để mà triển khai các dự án lớn về du lịch như dự án là sân gôn của FLC, dự án sân gôn của là An Việt tại Bảo Ninh, về phía đồng hới đây là có một cái Vincom của Vingroup xây dựng một trung tâm thương mại. Tôi đề nghị ngành là tạo điều kiện tối đa để mà hướng dẫn rồi là tổ chức cho các đơn vị để mà nó thành lập đi là các doanh nghiệp để đầu tư, trong đó đặc biệt du lịch. Và hiện nay là có nhiều doanh nghiệp là đầu tư du lịch ở quy mô nhỏ rất nhiều. Đầu tư nhà hàng, đầu tư là nhà nổi trên sông này, đầu tư là cái thuyền du lịch trên sông này, thì cái đó là cũng cái hay. Và nhiều cái farm stay, nhiều home stay là cái đó là cái du lịch cộng đồng là cái thì mang tính bền vững, bền vững. Thì như vậy tôi muốn nói rằng là các ngành, đặc biệt là sở đầu tư là phải tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp đầu tư du lịch. Còn phát triển các sản phẩm mới về du lịch thì cái này giao cho sở du lịch chủ trì để hướng dẫn. Trong đó vừa rồi thì cái đoàn thám hiểm hang động Hoàng Giang đã phát hiện mới 57 hang động. Thì ở đây có doanh nghiệp ra đầu tư thì về phía tỉnh chúng tôi có trách nhiệm là hướng dẫn để mà khảo sát lại để đầu tư. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng bày tỏ mong muốn cả doanh nghiệp chủ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng trong mối liên kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành du lịch để thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch Quảng Bình trong thời gian tới. Hôm nay ngày 23 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách đối ngoại và công tác biển đảo quốc gia năm 2016.
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Biển đảo tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên đến từ Bộ Ngoại giao trình bày hai chuyên đề chính về tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, tình hình Biển Đông và các vấn đề biển đảo quốc gia. Trong đó, nội dung luật quốc tế về biển đảo và luật biển Việt Nam đã được nhấn mạnh, đặc biệt là chủ trương của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông được thực hiện quyết liệt, quyết tâm đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Riêng đối với tỉnh Quảng Bình, công tác tuyên truyền đối ngoại và biển đảo quốc gia thời gian qua luôn được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thông tin đến nhiều đối tượng và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, so với yêu cầu trong tình hình mới, nhất là trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, thì công tác tuyên truyền càng phải được tăng cường nhằm đáp ứng kịp thời và hiệu quả việc ứng phó với những vấn đề trên biển. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Biển đảo tỉnh nhấn mạnh, công tác tuyên truyền biển đảo trong giai đoạn này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có vai trò chiến lược và thường xuyên. Vì vậy, các cấp các ngành và địa phương trong tỉnh phải tập trung chỉ đạo, chủ động nắm bắt tình hình và triển khai các nội dung đã được cập nhật tại cơ quan đơn vị địa phương. Thông qua đó, tạo sự đồng thuận trong cán bộ nhân dân đối với các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đối ngoại và công tác biển đảo trong tình hình mới. Ngày 22 tháng 11, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa để kiểm tra đánh giá công tác mặt trận năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, triển khai xây dựng và sử dụng có hiệu quả quỹ vì người nghèo, chương trình hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình điểm sáng pháp luật trong cộng đồng dân cư, phối hợp triển khai và chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện, đảm bảo đúng quy trình, đúng luật với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,03%. Công tác tiếp nhận và phân phối tiền hàng cứu trợ sau lũ lụt được thực hiện kịp thời, công bằng và đúng quy định. Các hoạt động giám sát tiếp tục được đẩy mạnh, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng, công tác dân tộc tôn giáo được quan tâm thường xuyên và thực hiện có hiệu quả. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa đã đạt được trong năm 2016, đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần sớm được khắc phục. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức và cơ chế hoạt động, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận tỉnh để làm căn cứ xây dựng các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, duy trì và xây dựng tốt các mô hình điểm sáng chấp hành pháp luật trong khu dân cư. Sáng nay ngày 23 tháng 11, Ban Chỉ đạo chi trả bồi thường cho người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển đã họp để ban biện pháp để nhanh tiến độ chi trả tiền cho người dân. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành đơn vị và địa phương có liên quan đã báo cáo về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch chi trả bồi thường cho người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, trong đó tập trung vào các vấn đề như việc xác định mức giá, đảm bảo sát với tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch tiêu hủy số hải sản không đảm bảo tiêu chuẩn theo chỉ đạo của Trung ương, công tác tổ chức chi trả tiền bồi thường. Nhìn chung, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đến nay công tác chỉ đạo chi trả bồi thường cho người dân bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng được tiến độ đề ra. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện công tác chi trả cần tiếp tục tăng cường lực lượng về cơ sở để đẩy nhanh công tác thực hiện việc thẩm định và tổ chức chi trả. Trong chi trả tiền đền bù thiệt hại, cần đảm bảo tuyệt đối an toàn thuận lợi cho người dân. Xây dựng kế hoạch tiêu hủy số hải sản không đảm bảo chất lượng và tiến hành trợ giá cho người dân. Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình ở cơ sở để có biện pháp xử lý kịp thời. Tăng cường công tác tuyên truyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành chi trả đợt 1 vào cuối tháng 11 năm 2016, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp theo chương trình là các hoạt động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai ở tỉnh Quảng Bình. Chia sẻ với khó khăn của nhân dân huyện Minh Hóa do ảnh hưởng của 3 đợt mưa lũ vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các hộ nông dân nghèo của huyện Minh Hóa. Trên tinh thần tương thân tương ái, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã phát động phong trào Nông dân Quảng Nam hướng về miền Trung, quyên góp giúp đỡ nhân dân vùng lũ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Số tiền quyên góp được, Hội đã đền tặng cho các hộ nghèo ở huyện Minh Hóa. Tổng số quà được trao đợt này là 100 suất, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt. Ngày 22 tháng 11, Đoàn Công tác Phụ nữ Học viện Quốc phòng đã đến thăm và trao 300 bộ sách giáo khoa và vở cho học sinh trường tiểu học Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn. Ngoài ra, đoàn công tác còn hỗ trợ nhà trường 12 triệu đồng cùng 100 thùng mì tôm nước ngọt. Với tinh thần tương thân tương ái, cán bộ hội viên phụ nữ Học viện Quốc phòng mong muốn góp phần giúp giáo viên học sinh trường tiểu học Quảng Thủy từng bước khắc phục khó khăn do lũ lụt gây ra, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo trong năm học 2016-2017. Vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với phòng PC44 Công an Quảng Bình đến thăm và tặng quà cho đồng bào dân tộc Vân Kiều, bản Rào Con, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Tại đây, đoàn trao quà cho 55 hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều, cả phần quà gồm gần 2 tấn gạo, 100 thùng mì tôm, một cơ sở thuốc và một số quần áo. Ngoài ra, mỗi hộ còn nhận được 200.000 đồng tiền mặt. Cũng trong dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho thầy và trò trường trung học cơ sở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 11, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức chương trình trao quà cho học sinh nghèo, các trường học vùng lũ trên địa bàn huyện Bố Trạch và huyện Quảng Trạch. Đoàn đã trao 1.200 suất học bổng, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt, một bộ sách giáo khoa, 20 quyển vở, một cặp sách cho các em học sinh ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn huyện Bố Trạch và huyện Quảng Trạch. Ngoài ra, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 46.000 quyển vở, 700 bộ sách giáo khoa, 250 bộ máy vi tính, 20 tủ sách và 400 phần quà gồm gạo và mì tôm cho một số trường học trên địa bàn. Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh còn trao tặng cho đoàn thanh niên của 11 xã bị thiệt hại nặng do thiên tai 11 bộ máy vi tính. Tổng trị giá các phần quà là 2,2 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 11, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Thanh Hóa đã đi thăm tặng quà cho các trường học và bà con vùng lũ Quảng Bình. Trong dịp này, đoàn cán bộ công ty đã về thăm các trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, trao cho mỗi trường một phần quà trị giá 5 triệu đồng và một số bộ sách vở cho học sinh. Cũng trong dịp này, đoàn cán bộ Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Thanh Hóa đã về bản Cồn Cung trao 150 suất quà trị giá 100 triệu đồng. Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình đã tích cực vận động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo từ thiện cho các đối tượng gặp khó khăn trong cuộc sống, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động cứu trợ thường xuyên như tổ chức Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Thông qua các phong trào này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã xây dựng được 288 ngôi nhà hỗ trợ cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ vốn sinh kế, chăn nuôi cho 470 hộ gia đình, hỗ trợ 700 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, hiểu học, tặng 770 chiếc xe lăn, xe lắc. Cùng với công tác cứu trợ thường xuyên, công tác cứu trợ đột xuất được quan tâm chỉ đạo thực hiện để giúp cho các gia đình, các đối tượng bị thiên tai, tai nạn rủi ro sớm ổn định cuộc sống. Đặc biệt, trong các đợt thiên tai mưa lũ vừa qua, thông qua sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ các cấp, đã có gần 300 đoàn cứu trợ trong và ngoài nước đến với đồng bào vùng thiên tai thăm hỏi, động viên và hỗ trợ với tổng trị giá gần 38 tỷ đồng. Trong cơn lũ to đó thì tôi lúc đó là soạn đồ mà soạn không kịp, mẹ con tôi bắt đầu kéo nhau đi là bắt đầu là nước chảy mạnh quá là cuốn trôi đi, nhờ đoàn với xã thì các anh giúp mẹ con tôi hoàn thành cái nhà ở. Song song với công tác cứu trợ cho người dân gặp khó khăn, Hội Chữ thập đỏ đã hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân nghèo. Từ thành công của mô hình 100 con bò giống của huyện Minh Hóa thuộc dự án Ngân hàng bò của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam năm 2010, Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình đã chỉ đạo và thực hiện lồng ghép dự án Ngân hàng bò với các dự án sinh kế phục hồi sau thiên tai.
Thời gian qua, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã cấp được 554 con bò giống sinh sản cho các hộ nghèo. Đến nay, đã giúp cho 779 hộ được hưởng lợi. Qua thực hiện dự án ngân hàng bò này, thì nhân dân rất là đồng tình và ủng hộ, được cấp ủy đảng và chính quyền địa phương và được là đánh giá rất cao. Với những việc làm nhân đạo ý nghĩa, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã và đang thực sự mang lại niềm vui cho những người nghèo và làm vơi đi những khó khăn của những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương. Hội Chữ Thập Đỏ ở cái vai trò nòng cốt, vai trò cầu nối với các cái tổ chức doanh nghiệp và cũng đồng thời là cái vai trò tham gia điều phối về hoạt động cứu trợ trên địa bàn của tỉnh. Ngoài cái vấn đề huy động cái nguồn lực thì chúng tôi cũng đã xây dựng các cái dự án cứu trợ phục hồi, và hiện nay thì hội cũng đã phối hợp với Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, rồi Hội Chữ Thập Đỏ của các nước và đặc biệt là tổ chức cứu trợ trẻ em xây chiêu rạch đang xây dựng và chuẩn bị triển khai nhiều cái chương trình dự án cứu trợ phục hồi nhằm giúp cho nhân dân trên địa bàn của chúng ta, nhất là quan tâm đến vấn đề sinh kế cho bà con trong thời gian sắp tới. Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Chữ Thập Đỏ Quảng Bình, tin tưởng rằng hoạt động cứu trợ nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc, địa chỉ tin cậy để các nhà hảo tâm gửi tấm lòng vàng, chia sẻ cùng cộng đồng, chăm lo đời sống cho những đối tượng yếu thế trong xã hội. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên cả lĩnh vực đáng quan tâm khác. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đa dạng hóa sản phẩm du lịch để khắc phục tình mùa vụ. Nhờ đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại nên nhà máy may Quản Hầu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn S&D Quảng Bình, tổng công ty May 10 đã khẳng định vị thế bằng sản phẩm may mặc cạnh tranh. Bên cạnh giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nhà máy may Quản Hầu đã đóng góp vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến từ Nhật Bản, công ty đã sản xuất ra các sản phẩm áo sơ mi bảo đảm chất lượng cao, xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu. Dự ước năm 2016, công ty sản xuất trên 2,2 triệu sản phẩm, tăng 34% so với năm 2015, với doanh thu khoảng 65 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đã giải quyết việc làm cho 745 cán bộ và người lao động, trong đó chủ yếu là người lao động tại địa phương, với mức lương bình quân trên 4,3 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Công ty luôn thực hiện đầy đủ và đảm bảo các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định. Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn S&D Quảng Bình đang đầu tư mở rộng nhà máy may giai đoạn 2, nâng công suất lên 6,5 triệu sản phẩm mỗi năm với tổng mức đầu tư 121 tỷ đồng. Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, thu hút hàng chục nghìn hội viên nông dân tham gia. Trong 5 năm, từ năm 2012 đến 2016, toàn tỉnh đã có gần 67.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cả cấp, tăng 21.100 hộ so với giai đoạn 2007-2011. Riêng mỗi năm, toàn tỉnh có gần 100.000 lượt hộ nông dân đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cả cấp, chiếm hơn 75% so với hộ hội viên. Cả cấp hội nông dân đã bám sát cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng cường sự liên kết, liên doanh trong sản xuất cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, toàn tỉnh có gần 52.400 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở, trên 11.000 hộ đạt cấp huyện, gần 3.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và 494 hộ đạt cấp trung ương. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thực sự là động lực quan trọng nhằm nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho người nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong những ngày này, bà con nông dân xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy đang tập trung khôi phục diện tích rau màu bị hư hỏng trong hai đợt lũ vừa qua. Là một trong những địa phương có diện tích cây trồng vụ đông lớn nhất của huyện Lệ Thủy. Tuy nhiên, trong hai đợt mưa lũ vừa qua, xã Hồng Thủy đã bị thiệt hại rất nặng nề với gần 170 hectare cây trồng vụ đông, trong đó chủ yếu là rau màu đã bị nước lũ cuốn trôi và mất trắng hoàn toàn. Từ sau lũ đến nay, nông dân xã Hồng Thủy đã tích cực ra đồng làm đất để khôi phục diện tích cây trồng bị hư hỏng. Hiện nay, nông dân xã Hồng Thủy đã khôi phục được trên 130 hectare với các giống cây chủ lực như su hào, khoai lang, hành, đầu cô ve.
Gần 40 hecta diện tích đất còn lại do nước chưa rút nên bà con vẫn chưa thể khôi phục sản xuất. Cùng với việc tập trung chỉ đạo nông dân tích cực ra đồng khôi phục sản xuất, chính quyền địa phương xã Hồng Thủy đang lên lịch thời vụ chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân. Những năm qua, nhờ đẩy mạnh phát triển chăn nuôi nên nhiều mô hình trang trại ở huyện Quảng Trạch đã làm ăn có hiệu quả. Trong đó mô hình của gia đình anh Võ Văn Dương ở thôn Tú Loan 1, xã Quảng Hưng là một ví dụ điển hình. Mô hình trang trại tổng hợp của gia đình anh Võ Văn Dương xây dựng từ năm 2007 trên diện tích hơn 2 hecta, trong đó phần lớn là diện tích mặt nước. Anh thả nuôi gần 30.000 con cá các loại như trắm, chép, me. Ngoài ra anh còn đầu tư chuồng trại nuôi trên 2.500 con vịt và hơn 150 con lợn. Sau khi trừ mọi chi phí, mỗi năm gia đình anh có nguồn thu nhập hơn 400 triệu đồng. Với mô hình kinh tế hiệu quả này, gia đình anh đã vươn lên làm giàu và góp phần giải quyết việc làm cho gần 10 lao động thường xuyên và thời vụ ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, các tour du lịch mạo hiểm khám phá chính là thế mạnh lớn nhất của du lịch Quảng Bình trong những năm gần đây. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, lượng khách thường giảm đi đáng kể do yếu tố thời tiết. Nhằm đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đồng thời tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch trong mùa vạn khách, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã tiếp tục đưa ra các sản phẩm du lịch mới tại điểm du lịch Sông Chày - Hang Tối. Sông Chày - Hang Tối được coi như tuyến du lịch mới nổi của Quảng Bình trong 2 năm trở lại đây. Ở tour du lịch này, du khách được trải nghiệm nhiều trò chơi cảm giác mạnh, được hòa mình vào thiên nhiên. Bắt đầu từ cuối tháng 8 năm 2016, ca trù Việt Nam, một giá trị văn hóa phi vật thể, đã được UNESCO công nhận và được Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng triển khai ở điểm cuối của tour du lịch này. Sau khi đã lần lượt trải nghiệm các trò chơi hấp dẫn như đua dây zip line, bơi thuyền kayak trên sông Chày, tắm bùn trong hang Tối, trong không gian nhà rường truyền thống, du khách có thể nghỉ ngơi, ăn trầu, thưởng thức đặc sản chè xanh và nghe hát ca trù. Dưới sự thể hiện của các nghệ nhân đến từ câu lạc bộ ca trù Đông Dương thuộc huyện Quảng Trạch, một trong những câu lạc bộ ca trù có truyền thống bậc nhất ở tỉnh Quảng Bình, đã mang lại sự hào hứng, tò mò cho mỗi du khách tới đây, đặc biệt là du khách quốc tế. Tôi rất cảm ơn sự phục vụ tận tình của nhân viên ở đây. Lần đầu tiên tới Việt Nam và qua đây, tôi lại được thưởng thức một dòng nhạc độc đáo. Tôi vẫn cảm nhận được khi không chỉ nhạc như qua một rất kỹ càng của các mong nhân, tôi vẫn cảm thu được phần nào đó. Tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại Việt Nam và gặp lại dòng nhạc này một lần nữa. Chưa dừng lại ở đó, bắt đầu trong tháng 11 này, tại điểm du lịch Sông Chày - Hang Tối, Trung tâm Du lịch Phong Nha lại tiếp tục đưa sản phẩm du lịch mới, mắt xa cá, vào phục vụ du khách. Đây là loài cá Gra Rufa, xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Thật tuyệt vời! Lần đầu tiên tại đây, nhưng tôi cảm thấy rất thích thú và ấn tượng. Chúng tôi được đu dây tắm bùn và bây giờ là mắt xa chân. Đây là một điểm du lịch rất lý tưởng và thú vị. Sau khi thử sức với 400m zip line, tắm bùn, khám phá hang Tối và các trò chơi cảm giác mạnh trên sông Chày, du khách sẽ được trải nghiệm dịch vụ ngâm chân bằng thảo dược, mát xa cá và nghe hát ca trù, mang đến cho du khách cảm giác vô cùng sảng khoái sau khi khám phá tuyến du lịch sông Chày - Hang Tối. Có thể nói, tuyến du lịch này là một trong chuỗi những hoạt động được kết hợp hài hòa chưa từng có tại bất cứ điểm du lịch nào của Quảng Bình. Tất cả các điểm du lịch ở trong Quảng Bình, đặc biệt vào thời điểm này vào ảnh hưởng về mưa lũ, tất cả các điểm tham quan đều giảm sút lượng khách đến tham quan. Nhưng mà riêng đối với sông Chày - Hang Tối thì lượng khách luôn luôn tháng 5 sau cao hơn năm trước. Và đặc biệt là về mùa đông năm nay, thì lượng khách trong thời kỳ tháng 11 này thì chắc chắn nó sẽ tăng hơn 30-40% so với năm trước. Từ đầu năm 2016 đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do sự cố môi trường biển do Formosa gây ra, nhưng nhờ sự đa dạng các sản phẩm du lịch, nên từ đầu năm 2016 đến nay, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã đón trên 412.000 lượt khách, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tại tuyến du lịch đua dây zip line, khám phá sông Chày - Hang Tối đã đón trên 45.000 lượt khách du lịch, trong đó có 28.000 lượt khách quốc tế. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin gió mùa Đông Bắc. Hôm nay ngày 23 tháng 11, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo gần sáng và ngày mai, 24 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Quảng Bình từ đêm nay 23 tháng 11 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng bắc đến đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5,
Vùng biển ngoài khơi có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Bản tin dự báo thời tiết Quảng Bình, đêm 23 ngày 24 tháng 11, khu vực miền núi trời nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, trời lạnh, độ ẩm từ 89 đến 99%. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, trời lạnh, độ ẩm từ 87 đến 98%. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 4 cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, trời lạnh, độ ẩm từ 85 đến 97%. Vùng biển có mưa, mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 11, trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, trời rét, độ ẩm từ 87 đến 99%.